chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị vào dịp cuối năm. Hôm nay mình đến chợ mới nha. Dạ. Đến chợ mới, mình đi một vòng chợ mới xem cuối năm thì có hàng hóa gì đẹp và nhiều không nha. Rồi bà con đi mua sắm rồi có nhiều không? Mình dạo quanh một vòng chợ một chút xíu nha. Giờ này chắc có lẽ Kim đi sớm quá cho nên giờ này cũng chưa thấy bà con mình đi chợ nhiều nè. Thường thì những chợ khác thì sinh hoạt sớm hơn, còn riêng chợ mới này thì bà con mình đi chợ trễ lắm cả nhà. Sinh hoạt của chợ mới này trễ lắm. Dạ, bà con mình không có đi chợ sớm đâu. Trễ. Đẹp quá à. Giải cuối năm đẹp hết sức không? Nhiều đồ đẹp quá. Gói xôi. Dạ, chờ em xíu. Một gói 7.000. Dạ. Rồi mình tới phiên mình phải chờ thôi. Đây là hàng xôi ngon nhất của khu vực chợ mới mình nha cả nhà. Rồi được cốc nha. Dạ. Xôi này là ngon lắm đó. Dạ đúng rồi, xôi này ngon tuyệt vời. Chờ đợi không đó. Dạ. Bởi xôi này là kêu là đang bán hàng giảm giá ra mỗi lần mua vậy. Dạ. Mà em mà tới chợ thì lần nào là em cũng mua hết trơn. Em cũng ăn mấy lần rồi, xôi ngon mà. Mà cái hương vị của cái xôi với thấy nước dừa đằng kia là dạ. Non ha. Dạ nó hài hòa ha, nó không có cái nào dư hết trơn, nó đều nhau hết trơn vậy nó ngon. Mà nó vậy xôi nóng nóng nó ngon chứ luôn. Dạ, cho con xíu con. Đi tác nghiệp có vô trong cầu chứ. Dạ con lấy cái cho cô từ sáng, cô tư mấy gói. Cầu Kinh Sáng đang xây á ha. Thì chút xíu này em vô đó. Dạ. Dạ. Cậu đó em đưa tin từ hồi lúc đầu mà. Dạ. Em quay 3-4 clip rồi, bây giờ gần xong rồi em vô quay nữa. Dạ. Cứ hễ có dịp đi ngang là vô đó quay, lát nữa em chạy vô đó đó. Tại đi cuối năm rồi, đi vòng coi thị trấn chợ mới mình đó, có bà con về cuối năm nhộn nhịp như thế nào á. Tại cũng nhiều người bà con ở xa quê người ta cũng yêu cầu á. Thành ra đi về vòng vòng cuối năm. Chưa ăn. Dạ, con bé. Mình gói nhỏ hay nha. Dạ, dạ, rồi để đó. Cái này cô bé nè chị. Không có gì nhớ hả? Xôi mà phải chờ nè cả nhà, xôi đi mua xôi phải chờ phải xếp hàng chờ nè. Xôi này là ngon nhất ở khu vực chợ mới mình nha. Ngon lắm, bán bao nhiêu lâu rồi mà nghỉ rồi trở lại cũng vẫn còn đông khách như thường. Có xôi giò nè. Rồi xôi đậu xanh rồi có cơm rượu nữa nha. Cả nhà mình đi chợ mới ghé ủng hộ nha. Trời ơi, cũng đi mua xôi nữa hả Vàng? Vàng ơi, đi mua xôi hả con? Con cũng đi mua xôi phải không? Trời ơi, thấy cưng không? Trời ơi, đi mua xôi á, lợi sao là phải xếp hàng rồi, không có ưu tiên đâu nha. Phải xếp hàng nha, chứ không có ưu tiên trẻ nhỏ gì hết trơn á nha. Thấy cưng quá à. Trời ơi. Dạ, chú. Dạ, dạ. Trời ơi, khéo nuôi, coi. Không thấy sữa nó bông kìa, không thấy sữa nó bông cái đầu trai mà. Không có đeo bông. Anh chàng ơi, thấy cưng quá à. Bé được mấy tháng rồi chú? 10 tháng nè. Dạ. Trời ơi, ba mẹ nó, ba nó Trung Quốc, mẹ dạ. Nó Việt Nam. Dạ. Chắc đỏ à. Dạ, cũng là sao á chị nào. Trung Quốc nuôi con khéo hết sức luôn vậy đó.
nè, đi trễ sắp hàng rồi, bác sắp hàng chúng ta cho vui hết con ha. Chứ không có ưu tiên đâu nha, chứ không có ưu tiên con đâu nha. Cái cưng quá à. Nhà cũng gần đây hả chú? Gần sớm nữa. Dạ. Rồi tới em nha, em gói nhỏ nha. Em làm giờ đây em bán là có 5 đó chị. Chị lấy nó bao nhiêu? Thôi em 7.000 đi. Rồi 7 là hơi nhiều hả chị? Dạ dạ. Em không có thói quen ăn sáng nhưng mà đi lại đây là em phải mua à. Tại có bình thường như là 5 nè. Dạ em cho lấy cho em 7.000 đi. Chị là 10 giờ 10. Dạ. Vô một bịch một luôn hay là vô một bịch luôn? Sóc đợi 4 tiếng nghe. Thấy đợi thôi chứ không ưu tiên gì hết trơn á. Hai gần ha. Không ưu tiên gì hết trơn cái trội á. Cái thường quá à. Hồi đó con ẩm vô anh ba hả? Ủa con ai à? Hai ba giùm con ai? Con mới chồng với ai giùm cái mỏ là biết rồi. Chợ mới mình giờ này còn vắng. Chợ mới mình ta đi chợ trễ quá. Con ăn không? Không biết ăn không? Không biết ăn không? Mâm mâm hả gần ha, mâm 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 mâm. Có gói này với gói nọ. Dạ. Có mình giá không? Bữa nay trời mát mát không có nắng. Lấy xảo. Đi được rồi. Tại vì đứa chậm là chậm. Thì bởi vì vậy cho nên mình mới mua bồi dưỡng cho tưởng là thiếu, ai ngờ đâu tại đứa nó chậm ha. Mình đi khám bác sĩ thì mình mua thuốc rồi rồi, rồi cho có canxi ổng nói không. Dạ. Tại nó chậm rồi chậm dạ. Nó chừng nó mọc á là mấy trái được. Đây. Em rồi. Rồi em cảm ơn nha, em chúc chị buôn may bán đắt nha. Dạ, năm mới nhiều sức khỏe dạ. Thôi mình đi dạo một vòng nữa nha cả nhà, vòng quanh chợ chút xíu nữa nha, coi chợ cuối năm nha. Chợ cuối năm à, khu vực này là nhà lồng chợ mới nha cả nhà ơi, còn cái chỗ mà bán rau củ cá tôm là phía trong kia. Dạ ở đây là nhà lồng chợ mới thì chỉ bán đồ ăn sáng thôi à, còn dọc bờ kè thì bà con mình cũng nhóm chợ bán quần áo tết rồi nè, quần áo may sẵn rồi nhiều lắm, đẹp lắm cả nhà. Rồi giải nữa nè, đó thợ may là đến đây thấy giải là không muốn đi luôn á. Khu vực bờ kè này thì bà con mình bán hàng thấy nhiều hơn nè, sầm uất hơn ở trong nhà lồng. À, nhà lồng thì cũng vắng lắm. À, ít có ai vô tới được để mua bởi vì là cứ chạy xe vô mua dọc với bờ kè vậy thôi nè. Chứ không có vô nhà lồng. Cho em qua. Đây có gian hàng. Cái này đồ tương đó hả anh chị? Dạ, đồ chai. Hôm nay dạ dạ đúng ở mát miền Tây. Ờ, hôm nay lại có gian hàng đồ chay sẵn ở đây nè, ngon quá à. Rất là ngon. Mua đây bán là rất là nổi tiếng. Dạ. Cái thương hiệu này ở đây bán là không bao giờ thất bại, khách hàng người ta ăn ta rất là chịu. Dạ, vừa ngon mà vừa vệ sinh sạch sẽ đúng, nữa đúng. Ha. Dạ, quan rồi. Trọng là vấn đề vệ sinh. Dạ, vấn đề vệ sinh sạch sẽ rồi giá cả hợp lý, nó đủ thứ cộng lại. Dạ, cho nên vì vậy nổi tiếng. Dạ, an toàn thực phẩm. Dạ, dạ. Ngon quá, cả nhà nay có gian hàng đồ chay đây nè. Bà con mình đến mua lựa chọn nha, có canh, có đồ mặn, đồ xào đủ thứ. Mua về ăn thôi khỏi phải nấu gì ha. Cho nó cực, mình chỉ mua vậy là về mình hâm nóng lên là mình ăn thôi. À, hôm nay thì ấm áp miền Tây cũng mời tất cả bà con mình dạo quanh chợ mới một lần nữa về cuối năm. À, nhưng mà giờ này thì thường thì chợ mới diễn ra sớm nhưng bà con đi chợ trễ lắm cả nhà. À, cho nên là à, giờ này cũng thấy vắng vắng nè, cũng chưa có đông, chưa có nhiều. À, khu vực nhà lồng chợ này thì bán đồ ăn sáng thôi, còn dọc bờ kè với mình đi vào trong kia thì là mới 20 ngàn, giá sạn gỗ, giá sạn dừa.
đồng một giá, 20 ngàn. Rồi, cái này đồ chai không hả chị? 44 ngàn à con. Có thể 44 ngàn. Trời ơi, đồ chai ngon quá cả nhà ơi. Bánh tới nè. À, phải nói là hôm nay mình trở lại chợ mới, mình thấy có nhiều cái lạ, nhiều cái mới quá cả nhà. Có mấy dạng hàng đồ chai rất là ngon ha. Hàng quá về cuối năm cũng nhiều nữa nè. Thì đi vòng quanh chợ mới cho cả nhà mình xem về chợ cuối năm nha. Chợ mới cuối năm mình hàng quá, bánh mứt rồi cũng rất là nhiều nè. Bà con đến chợ mới để mua về để đón một cái Tết mới nha, năm mới. Đi vòng vô đây nữa nha cả nhà. Tại vì cũng có một số bạn vào kênh xem yêu cầu mình muốn quay chợ mới lại, cho nên mình trở lại đây. Chứ thực tế ra thì mình quay chợ mới này cũng khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà bà con mình xem cũng yêu cầu xa quê không về ăn Tết được á, thì cũng yêu cầu mình trở lại đây để mình ghi hình một lần nữa chợ mới cho cả nhà xem, để nhớ đỡ nhớ quê cả nhà. Cho nên thì hôm nay mình cũng đến mình ghi hình một lần nữa ở khu vực chợ mới vào cuối năm cho cả nhà xem. Thì cũng không bao lâu nữa, còn mười mấy ngày nữa thôi thì là mình hết năm cũ rồi. Mình ăn Tết cổ truyền mình rồi ha cả nhà ha. Hàng quá rất là đẹp luôn cả nhà ơi, nhiều lắm. Bán làm gì?
Thời gian này thì Kim cũng không có đi ghi hình ở chợ nhiều được cho cả nhà xem nha. Bởi vì lịch đi quay cúng đình rất là nhiều, cho nên là sắp tới đây 1-2 bữa nữa thì Kim đi quay cúng đình không à. Chợ thì Kim cũng tạm dừng lại, cũng không quay chợ nhiều được cho cả nhà xem. Thì nếu có thời gian rảnh rỗi nào thì Kim chỉ tranh thủ thôi ha. Tranh thủ đi ghi hình chợ này chợ kia cho cả nhà xem thì cũng tranh thủ thôi, chứ mình cũng không có đi mỗi ngày được và mỗi ngày đăng một chợ được như cho cả nhà xem được nha. Thì mong cả nhà cũng thông cảm ha. Bởi vì mình cũng có cái lịch đi quay cúng đình nhiều đó, cho nên chợ mình dừng lại, mình không quay chợ nữa. Thời gian nào rảnh rỗi thì mình chỉ tranh thủ mình ghi 1-2 chợ cho cả nhà xem thôi. Bên ngoài đường nha. Hồi nãy thì là mình đi từ cái từ phía nhà lồng chợ mới, khu bán khu vực bán đồ ăn sáng rồi đó. Đây là gian hàng của anh chị mình nha. Cả nhà đến mua ủng hộ nha cả nhà. Còn đây mới là cổng chính của chợ mới nè nha. Chính của chợ mới nha cả nhà. Mời cả nhà đi vòng quanh xem nha. Khu vực chợ cuối năm thì có gồm có những gian hàng gì nha. Rồi bà con mình đi chợ mua sắm có nhiều không nha. Giờ này thì Kim thấy cũng cũng chưa có mua sắm nhiều á cả nhà. Bởi vì bà con mình sinh hoạt ở chợ mới này á, chợ thì mở cửa sớm, nhưng mà bà con mình đi chợ mua sắm thì cũng trễ lắm. Gian hàng hoa giấy thôi, hoa giả thôi cả nhà, nhưng mà rất là đẹp nè, màu sắc rực rỡ quá trời luôn. Đây là sinh hoạt buổi sáng của khu vực chợ mới mình nha cả nhà. Dạo quanh chợ mới cuối năm. Dạ. Đây là sinh hoạt buổi sáng ở khu vực chợ mới mình nha cả nhà. Mấy anh mấy chú đang thư giãn, đang thư giãn bên ly cà phê sáng ở khu vực chợ trung tâm chợ mới nha. Quay vòng vòng đây nữa lên lại thấy hình trên coi. Dạ, cái này là chắc ngày mai cho lên rồi, tại vì bây giờ lịch của con là kính mít ạ. Đi quay chợ qua này qua kia, qua Long Xuyên, qua Sa Đéc, rồi là đi quay cúng đình nữa, cho nên là thỉnh thoảng rảnh thì mới đi lại đây quay. Nói người ta sẽ đón coi. Dạ. Mới bây giờ
Thì nếu ấy thì là ngày mai cứ 7 giờ là con cho chiếu rồi. Bảy giờ phải không? Nhưng mà con không có chiếu bên nắm bắp miền Tây đâu, con chiếu ở bên chung một vòng tay. Chiếu một vòng tay ha. Dạ. Mà để coi, tại vì con có hai kênh đó thì không chiếu bên nắm bắp miền Tây thì con chiếu bên kia. Dạ, có hai kênh được. Dạ, quay là đứa tiền, giờ ba trả tiền cà phê luôn. Trời, con đi quay không trả tiền con quay thì thôi, còn kêu con trả tiền cà phê nữa. Trời ơi, thiệt thòi quá. Thiệt thòi quá không chịu. Ta mới cho quay chứ. Tại vì đây là toàn là người mẫu không phải không? Nên hình là phải trả tiền phải không? Không trả tiền chứ, trời. Dạ. Thôi nó chơi thôi, con chúc mấy chú năm mới thật nhiều sức khỏe ha. Dạ, ăn Tết, ăn cái Tết Việt Nam mình thật là vui ha. Rồi, dạ. Cũng cầu chúc cho coi ấm áp miền Tây hả? Dạ. Ruby. Vậy thôi, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn nha, con đi dạo quanh một vòng nữa, con gửi xe đầu chợ, con gửi đi vòng vòng. Giờ này chợ mới mình sao sinh hoạt trễ quá à. Cái gì mà giờ này còn chưa đóng cửa, chưa mở cửa, nó có chỗ chưa mở cửa nữa kìa. Sao bây giờ người ta giàu rồi, nó thẳng nó mở. Không thẳng mở. Cuối năm không mở cửa sớm để lụm tiền gì hết trơn á. Giàu nó thẳng nó mở. Dạ, dạ. Thôi con cảm ơn nha. Bye bye nha. Bye bye. Tiếng lắm nghe cô chú anh chị, gian hàng bán rất là ngon nha, đủ loại ha, nước mát rồi bánh nữa. Thôi mình đi chút xíu nữa cả nhà ơi, đi dạo quanh sơ sơ cho cả nhà mình xem thôi, không có đi vô trong nhà lòng nha. Nhà lòng thì bán giải thôi, mình không vô trong kia nữa nha. Đi vòng qua đây nè, xem khung cảnh sinh hoạt cuối năm của bà con mình chút xíu thôi ha, rồi mình còn đi công chuyện tiếp nữa. Đây, bánh mứt quá chừng luôn cả nhà ơi, bánh kẹo nhiều lắm nè. Ở chợ mới mình nha, bà con đến mua sắm Tết cho gia đình nhà mình nha. Dạ. Trời ơi, bánh kẹo ngon quá trời luôn, đủ thứ nè cả nhà ơi, đến mua nha, về đến đây mua để làm Tết cho nhà mình nha. Thôi thì đến đây Kim cũng xin tạm dừng video của mình cả nhà ơi, tại vì là cũng nãy giờ mình đi vòng quanh chợ cũng hết rồi. Thấy gian hàng của anh chị đây lớn mà đẹp quá, mà đủ loại hàng quá, bánh mứt Tết luôn nè. Thì ghi hình cho cả nhà mình đến mua nha. Thôi Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha. Rất cảm ơn tất cả cô chú anh chị suốt thời gian qua đã luôn yêu mến đồng hành ủng hộ kênh ạ. Xin chúc tất cả bà con mình vui đón một mùa xuân thật vui, thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.